Thử gói hàng cho khách và cái kết. SOS, SOS, xin chào mọi người, lại tiệm nhà Bi đây. Mình lại quay lại với chủ đề quay clip gói hàng. Mọi người ơi, không phải là mình không muốn quay clip cho mọi người đâu, nhưng mà thật sự là mình đã bị quá tải rồi. Mình nhận quay nhiều clip đến mức là mình không có nào kiểm soát được luôn. Có những clip là rất là lâu rồi, trước Tết, thậm chí là cái đợt Noel luôn, nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa trả xong. Thì mọi người biết là mình bị quá tải tới mức độ nào rồi. Và có nhiều bạn thì cũng nói với mình là chị cứ quay clip cho em đi, chị không cần đăng liền cũng được. Nhưng cũng chính vì điều đó là những clip của mình đã bị quá tải mọi người. Và chiếc clip này là một minh chứng. Những cái món hàng hiện tại mà mình đang cầm là những cái món hàng đó là mình đã hết lâu lắm rồi, nhưng mà do là mình nhận quay clip á mọi người, mà cái quá trình edit của mình quá chậm nên là hàng thì bán hết rồi nhưng mà clip thì vẫn cứ đăng. Thì hiện tại nếu như mà bạn nào mà từ trước Tết tới giờ mà mình vẫn chưa lên được clip thì mọi người nhắn tin cho mình nha, và mình sẽ check lại xem là mình có quay clip cho bạn đó không. Mình sẽ edit và gửi qua Zalo cho mấy bạn, mong là mọi người thông cảm cho mình. Và mình sẽ lên tầm 2-3 clip nữa thôi thì mình sẽ đổi góc quay mới. Do là góc quay này là mình cũng đã quay lâu lắm rồi, thì lâu lâu á mình cũng phải đổi góc quay mới để cho mọi người xem cho đỡ nhàm chán. Và cái trường hợp quay clip gói hàng này một phần lỗi của mình, do là từ đó giờ là mình ngại từ chối người khác á, kiểu như có những việc mình không muốn làm, mình không thích làm, nhưng mà cứ ai mà cứ năn nỉ mình hoặc là nói chuyện nhỏ nhẹ với mình á là kiểu là mình sẽ nhận quay hết. Mà khổ nổi á là cứ biết là mình không làm được nhưng mà cứ cố gắng nhận, cuối cùng á là xảy ra cái tình trạng như vậy. Cũng muốn thông báo với mọi người một tin á là do là hàng bị kẹt biên khá lâu, hy vọng là mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua. Quay lại với chủ nhân của đơn hàng ngày hôm nay, cảm ơn bạn Ái Ngọc đã ủng hộ tiệm nhà Bi. Hẹn mọi người ở những clip sau, bye bye mọi người. Thử gói hàng cho khách và cái kết. Vậy là cũng một tuần mình không ra clip nào. Từ hồi cái đợt giãn cách lần 1, lần 2 thì đây là cái lần đầu tiên mình không ra clip lâu đến như vậy. Sẵn tiện hôm nay cũng muốn tâm sự với mọi người. Do là mình quay clip vào buổi sáng để kịp đăng cho mọi người nên là có những cái tiếng tạp âm thì mong mọi người thông cảm nha. Hổm rày có một số bạn nói là biết mình qua YouTube, nhưng mà clip YouTube thì mình lấy clip của TikTok và đăng lại thôi. Và cũng rất là ít người xem nên khi mọi người nói như vậy thì mình cũng hơi thắc mắc. Vào một ngày nọ thì khi mình ăn cơm, mình thấy là có một tài khoản đó đăng những clip gói hàng của mình và lượt view rất là cao luôn nha mọi người. Mình có xuống đọc lại những bình luận ở dưới thì các bạn có lắng nghe những câu chuyện của mình, và các bạn cũng có trải lòng là các bạn cũng đã từng bị như vậy. Mình còn nhớ là thời mình chưa nổi trên TikTok thì có nhiều bạn nhắn tin cho mình và có xin mình đăng lại những clip trên TikTok, thì mình không biết là phải nhấn mạng đó hay không. Và mình lên clip này là muốn đính chính với mọi người là mình rất là ít hoạt động lên YouTube, nên là mọi người có thấy những clip đó thì chắc chắn là không phải là mình đăng nha mọi người. Một điều quan trọng nữa mình muốn thông báo đến mọi người, sau cái clip này là mình sẽ đóng tài khoản fanpage của mình luôn, do là mấy bạn nhắn tin cho mình rất là nhiều. Mà vừa quản lý rất là nhiều cái thì mình không thể nào trả lời tin nhắn hết được. Hiện tại là mình cũng đã ngừng nhận đi đơn ngoài rồi, do là tình hình Covid cũng diễn biến khá là phức tạp nên là nhiều nơi bưu cục người ta không có nhận giao, hoặc là mình vừa đi đơn xong thì mấy bạn bảo là mấy bạn bị F0 nên là mình cũng không thể nào bắt mấy bạn nhận hàng được. Mình hoạt động ở trên hai kênh chính là Insta và Sàn Ếch. Mọi người muốn đặt hàng thì cứ nhắn tin cho mình trên đó. Một giải thích nho nhỏ nữa là do fanpage mình ít đăng hình mà chủ yếu là mình cũng chỉ đẹp tin nhắn của khách hàng thôi, nên là nhiều bạn vô trả lời mình với lại cái giọng khó chịu lắm, bảo là shop lừa đảo này kia, shop bán hàng pha ke không có đăng hình, nói mình bán hàng vậy rồi ai mua. Và mình không có phủ nhận cái việc mình ít đăng hình và đẹp tin nhắn khách hàng chậm nên là mình cũng không có nói gì cả. Chốt là một câu là chủ yếu là mình sẽ bán trên sàn ớt, mình sẽ tạo thêm nhiều mã giảm giá và combo cho mọi người dễ lựa. Và hiện tại trên Insta thì mình sẽ up ảnh và đăng những cái hoạt động của shop, như là hàng mới về thì mình sẽ thông báo trên Insta. Còn đi đơn thì chủ yếu là mình sẽ đi đơn trên sàn ớt thôi, nên bạn nào có muốn mua hàng thì cứ qua sàn ớt của mình mua nha. Bật mí với mọi người là mình đã đăng ký TikTok shop rồi, hy vọng là mình sẽ được TikTok duyệt. Sau này mọi người cũng muốn mua hàng trên TikTok thì cũng dễ dàng hơn. Mình cũng đỡ đau đầu về cái tình trạng khách bơm hàng. Nãy giờ nói chuyện liên thuyên thì mọi người cũng có biết cái đơn hàng này là của bạn nào không? Đây là cái bạn khách quen của mình. Bạn này đã từng lên clip một lần rồi, và phải nói là bạn này đặt đơn của mình rất là nhiều luôn. Bé ở gần nhà mình nên là bé qua lấy đơn cũng rất là tiện. Cảm ơn em Hồng Thị đã ủng hộ tiệm nhà Bi nha. Bạn nào muốn mình rẹp clip thì nhớ comment phía bên dưới. Nếu thấy clip hay cho mình một tim một follow với mọi người. Thử gói hàng cho khách và cái kết. Khách hàng bất đắc dĩ. Xin chào mọi người, lại tiệm nhà Bi đây. Chuyện là vào một ngày nọ, có một số điện thoại gọi đến cho mình. Chị ơi, chị có số điện thoại của anh shipper không? Chị có thể cho em liên lạc lại với ảnh được không? Đơn hàng này không phải em đặt, em không có đặt cái đơn hàng này mà tại sao lại giao đến nhà em? Mình mới hỏi với bạn là đúng địa chỉ của em chưa, đúng tên em chưa? Làm gì có việc không đúng tên, không đúng địa chỉ mà lại giao vô nhà em? Và mình có bảo với bé là có thể kết bạn với mình và nhắn tin cho mình qua số điện thoại này được không? Mình tạm gọi cái con bé đặt đơn mình là bé tên T nha mọi người. Thì bé T có đặt bên mình một cái thảm lót bằng phím, nhưng mà shipper
không giao cho bé đó mà lại giao lộn qua nhà cô bé khác, thì bé đó đã lỡ nhận hàng và khi mở hàng ra thì mới biết là không phải hàng của mình. Và anh shipper thì anh cũng đã đi mất rồi và không có số điện thoại của ảnh. Và đây là trường hợp lần đầu tiên mình gặp và mình cũng khá là bất ngờ luôn. Thì bé này có xin mình số điện thoại của bé T và mình cũng đã cung cấp số điện thoại của bé T, gọi điện cho bé T thì bé T bắt máy và bé T có nói là sẽ ra nhận hàng, nhưng mà đợi hoài thì không thấy em này ra. Và sau khi gọi lại thì em này đã tắt máy và bé có hỏi là chị ơi bây giờ cái đơn hàng này giải quyết sao đây. Mình mới nói là thật sự rất khó cho chị do là em đã nhận hàng rồi mà mình không có số điện thoại của shipper để liên lạc lại. Con bé đó không ra nhận hàng thì chắc chắn lần bé đó đã bơm hàng rồi. Em có thể nào đi lại cái bưu cục có giao hàng nhanh gần nhất và đưa cho bưu cục báo là bưu cục hoàn hàng là giúp chị. Thì bé có nói là bé không biết bưu cục có giao hàng nhanh ở đâu. Mình cũng bảo với bé là chị cũng bó tay luôn rồi em ơi. Nhưng mà một lát sau thì bé có nhắn tin cho mình và nói là bé T đã ra nhận hàng rồi. Thì bé có kể là bé lấy ba số điện thoại khác nhau và gọi điện liên tục cho bé T. Bé có nói là nếu như bé T này không ra nhận hàng thì bé này là sẽ đăng thông tin của bé T lên. Bé T không có dám ra nhận hàng mà phải nhờ người khác ra nhận hàng giùm nha mọi người. Do đây không phải là lần đầu tiên mà bé này bị như vậy. Lần trước bé T này có đặt một hộp 10 miếng mặt nạ và đã giao dành cho nhà của bé này và cũng không chịu ra nhận hàng, báo hại là bé này phải xài hết luôn 10 miếng mặt nạ. Mình gọi khách hàng bắt đắc dĩ là tại vì đáng lý ra bé T thì đặt hàng để bơm hàng mà cuối cùng là phải trở thành khách hàng của mình. Quay lại chủ nhân của đơn hàng ngày hôm nay, bé khách này ở chung tỉnh với mình luôn nha mọi người và bé này đặt đơn của mình rất là nhiều. Cứ cách mấy ngày là bé đặt một đơn, đơn cũ chưa kịp giao thì bé đặt đơn mới. Nên mọi người thấy là mình quay hai đơn cùng lúc. Bé có hỏi mình là chị ơi khi nào tới clip của em, đợi một tháng rồi mà chưa thấy clip đăng nữa. Mình cũng có bảo là do mình bị quá tải clip và mình phải đăng từng người một. Cảm ơn em Kim Ngân đã ủng hộ tiệm nhà Bi. Nếu thấy clip hay cho mình một tim và một follow. Comment phía bên dưới để mình rẹp bằng clip nha mọi người. Bye bye mọi người. Từ gói hàng cho khách và cái kết. Gặp phải người đa nhân cách. Xin chào mọi người, lại tiệm nhà Bi đây. Vẫn là chuyên mục kể chuyện và tâm sự với mọi người. Chuyện là có một bạn này đặt đơn bên mình. Vẫn như thường lệ là mình sẽ gói hàng và đi đơn cho khách. Và mình cũng đã từng hủy đơn của bạn này một lần rồi. Do là bạn này đặt đơn có một vài món trong shop mình hết, mình có nhắn tin cho bạn và nhờ bạn đặt lại đơn hàng. Bạn cũng rất là lịch sự, dạ vâng và đặt lại đơn hàng cho mình. Nhưng mà mọi người có biết không, sao có tiếng dạ vâng đó là chủ những bi kịch. Mình vừa đi đơn cho bạn này xong thì chiều hôm đó mình phát hiện ra một sự thật chấn động. Một shop bán đồ văn phòng phẩm trên TikTok tên là TMU đã lên clip post bạn này và mình nhìn thấy địa chỉ của bạn này rất là quen. Mình đã vô sàn ớt để kiểm tra lại thông tin và mình vô ngay cái đơn hàng của bạn này luôn nha mọi người. Bởi vì ngay từ đầu mình đã nghi ngờ cái đơn hàng của bạn này rồi. Bạn này đặt một cái đơn hàng của mình rất là lớn, đơn hàng có giá trị tầm 500 cành. Sở dĩ mình nghi ngờ cái đơn hàng của bạn này do là phí ship của đơn hàng này rất là cao, 91 cành lận. Thường khách hàng đặt đơn người ta sẽ để ý tới phí ship và những bạn nào cũng đi đơn lớn thì mấy bạn hay nhắn tin cho mình để ship ngoài. Đơn hàng có giá trị cao mình còn miễn phí ship cho mọi người nữa. Nên là với trường hợp của bạn này là mình đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi. Nên là mình đã bọc hai lớp chống sốc bỏ vào túi niêm phong. Thứ nhất là do là giá trị đơn hàng của bạn này cao, lỡ mà bạn này có nhận được hàng thì đơn hàng đến tay bạn này vẫn còn nguyên vẹn. Thứ hai là trường hợp không ai muốn, đó là bạn này bơm hàng thì hàng hoàn về không bị bể vỡ. Nhưng mà xui cho mình cái đơn hàng này mình phát hiện nó trễ quá và mình cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Những bạn mà đặt hàng người ta nôn nhận hàng, người ta sẽ vô kiểm tra trạng thái đơn hàng, còn bạn này là vô kiểm tra đơn hàng để xem là mình có đi đơn chưa để bơm hàng mình. Bởi vì đơn vừa đi là qua ngày hôm sau bà đó nhắn tin cho mình liền. Bà nói với mình với một cái giọng thách thức, đó là bà đã tạo nick này ra để chuyên đi bơm hàng. Shop kia đã từng bị bạn này bơm hàng rồi thì bây giờ tới lượt shop mình. Và bà đó cười với cái giọng hả hê, xem như việc bơm hàng là cái chiến tích của mình vậy. Sự lật mặt của bạn này thật sự đã quá là đỉnh cao. Mà ngộ lắm nha, mình thì mình không có tức nhiều đâu, mà gia đình người thân của mình, thậm chí là ông người yêu của mình thì cũng tức giùm mình đó mọi người. Mình chỉ thắc mắc là tại sao bà này lại hành động như vậy. Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, đem cái tên của cha mẹ mình đặt để trở thành một người bơm hàng. Đơn hàng đi rồi thì cũng hoàn lại với mình thôi. Vấn đề ở đây là bạn này đâu có được cái lợi ích gì đâu. Ông người yêu của mình nói là do bạn này có thể bị cú sốc tâm lý nào đó, có thể là bạn này đã từng bị tổn thương và bạn này lại muốn gieo rắc những cái sự tổn thương lên người khác. Nếu mà điều đó khiến em vui thì em cứ làm. Chị chỉ mong là em sẽ không bao giờ nghỉ quẩn và em yên tâm là các shop khác cũng đã chặn em rồi. Cái ID của em bây giờ ngập tràn tới các hội nhóm. Bỏ qua câu chiện của bạn này, mình muốn thông báo là ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Mình có đi xuống thành phố Hồ Chí Minh và ngày 11 tháng 4 thì mình có ghé ngang qua các hội chợ tên là Local Art Market ở Bình Thạnh. Hy vọng là sẽ được gặp và giao lưu với mọi người. Ngày 11 tháng 4 là tròn sinh nhật 1 tuổi của tiệm nhà Bi. Mình sẽ lên clip thông báo sau. Còn bây giờ quay lại chủ nhân của đơn hàng ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Sang Sang đã ủng hộ tiệm nhà Bi. Nếu thấy clip hay cho mình một tim một follow. Bye bye mọi người nè. Từ gói hàng cho khách và cái kết. Một năm trải qua nhiều sóng gió. Xin chào mọi người, lại tiệm nhà Bi đây. Ngày 11 tháng 4 vừa rồi là ngày sinh nhật của tiệm nhà Bi tròn 1 tuổi. Lẽ ra là mình tính kể chuyện cho mọi người nghe, nhưng mà mình muốn xin mọi người là hôm nay cho mình lên một clip để cảm ơn
mọi người. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Mình đã từng nói là ở đây có bán những thứ mà cậu cần và mình sẽ đồng hành cùng mọi người trong tương lai. Ngoài bán văn phòng phẩm ra, mình còn quay clip TikTok và kể chuyện cho mọi người nghe. Và những câu chuyện đó là những câu chuyện chính mình đã từng trải qua. Mỗi cảm xúc vui buồn lẫn lộn mình đều thể hiện trong câu chuyện. Và mình nghĩ sẽ có vài bạn cũng từng trải qua những cái cảm giác như mình. Có những bạn nhắn tin cho mình bảo là rất là thích những clip TikTok của mình. Mấy bạn đã bảo là không có nhiều tiền để ủng hộ mình. Thật sự ra là mọi người không cần phải làm gì cả. Mọi người chỉ cần theo dõi những cái clip TikTok của mình là mình thấy vui lắm rồi. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn gia đình, cảm ơn anh người yêu và cảm ơn bạn bè đã luôn bên cạnh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã luôn dành những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho mình. Mình đã trả lời hết những phần bình luận của mọi người. Nhưng mà do là mình bị TikTok ẩn hết những comment của mình. Mình còn rất là nhiều cái dự định trong tương lai mà mình nghĩ là mình sẽ cố gắng hơn. Nếu mà nói ai là người áp lực nhất thì mình nghĩ chính là mình đó mọi người. Không có tiền nhập hàng cũng áp lực, mà nhập hàng về á bán không được cũng áp lực, mà bán hết hàng á không có hàng bán cũng áp lực. Mà cái đợt này á là mình được mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều quá nên là hàng của mình bán hết hàng liên tục. Hàng á thì mình về rất là nhiều nhưng mà bị kẹt biên hết rồi mọi người. Mình hứa là sau khi mà mở biên xong á thì mình sẽ cố gắng về thật nhiều hàng đẹp, chăm chỉ đăng hàng bán lên cho mọi người có nhiều hàng mua nha. Không những á hàng á thì không có bán, quà tặng á thì cũng hết sạch luôn mọi người. Nên trong thời gian này á là nếu như mọi người có những cái điều gì chưa hài lòng ở mình thì mong là mọi người hãy góp ý và nói với mình để mình cải thiện hơn nha. Kể cho mọi người nghe một câu chuyện này. Ngày trước á là mình có một con nhỏ bạn, thì dạo gần đây hai đứa bắt đầu thân lên. Bạn mình cũng có từng nói với mình á là bạn mình đã từng tâm sự với một người, nói là mình bán những cái món đồ này thì ai mà mua. Và bạn mình á cũng bất ngờ khi mình có thể có được như hiện tại. Quay lại với chủ nhân của đơn hàng ngày hôm nay, cảm ơn bạn Hà Phương đã ủng hộ tiệm nhà Bi. Nếu thấy clip của mình hay nhớ cho mình một tim, một follow, bình luận phía bên dưới để mình rẹp bằng clip nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình và chào tạm biệt mọi người nè. Từ gói hàng cho khách và cái kết. Sai lầm nhất đó là khi trong một mối quan hệ bạn nghĩ rằng bạn quan trọng với một ai đó. Tình yêu hay tình bạn cũng đều là những mối quan hệ cộng hưởng. Trong tình yêu, mình yêu người ta cũng mong muốn rằng người ta sẽ yêu mình, sẽ đáp lại tấm chân tình của mình. Còn trong tình bạn, tâm sự với bạn bè cũng là một cách giúp ta có thể giải tỏa được những căng thẳng mệt mỏi thường ngày. Nhưng có những lúc sự vô tư của người ta sẽ khiến bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Có người thì chọn cách im lặng, còn có người thì nói thẳng ra để cho bạn bè hiểu nhau hơn. Hành động vô tâm là một việc, nhưng trong những cuộc nói chuyện thì họ có mang lại cho bạn những cảm xúc tiêu cực hay không? Nếu tần suất ngày một nhiều hơn thì bạn phải cố gắng thoát khỏi mối quan hệ đó. Còn hàng tá những điều khác mà mình không tiện nói đến. Chung quy lại thì nếu một ngày nào đó lời nói hay hành động của họ khiến bạn cảm thấy bị tổn thương thì chắc chắn rằng bạn không phải là người quan trọng với họ. Bạn bè không cần quá nhiều, ít thôi nhưng chất lượng. Chủ nhân của đơn hàng ngày hôm nay mình đọc tên ra chắc là ai cũng biết. Đây là đơn của bà chủ cá sập nhỏ nha mọi người. Đây là đơn thứ hai cá sập nhỏ ủng hộ mình rồi. Nhắn tin tâm sự thì mới biết là em nhỏ hơn mình 1 tuổi. Người ta nói là tài không đợi tuổi là bả đó mọi người. Sẵn tiện muốn thông báo với mọi người là mình có live stream vào chủ nhật hàng tuần. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và vô coi like của mình nha. Nếu thấy clip hay cho mình một tim và một follow. Comment phía bên dưới để mình rẹp bằng video nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình và chào tạm biệt mọi người nè.